và 47 33X lên xe gửi anh em Nam Định các bác nhá. Xuất sắc, quá xuất sắc luôn. Xin cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Ok rồi em ơi, đùn vào trong đây, chắc là chẳng thật cẩn thận em nhá. Đường đó là một cặp 4733X đẹp xuất sắc luôn. Và ngay sau clip test loa này thì là clip của nội thất. Cặp loa này em đã quay sẵn và chưa kịp đăng thì các bác Nam Định đã vốt nó luôn các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều và xin cảm ơn anh em Nam Định rất nhiều. Đó là một cặp loa cực xuất sắc khi mà em Cao nhận về.
rất xuất sắc và rất xuất sắc các bạn nhá. Các bạn hãy xem lại clip nội thất để các bạn sẽ biết và em quay chi tiết sơn cạnh góc cạnh để cho các bạn biết cao chi tiết hoàng mai chuyển đổi như thế nào các bạn nhá. Từ cái tem chưa có một vết xước, đó là những đôi loa mà phải nói là đáng siêu tầm luôn các bạn nhá, đáng siêu tầm luôn đó. Và giã nhạc sàn với bao xốp K6 chưa chạm đất cũng tiếp tục lên đường đi Hải Dương cho anh em các bạn nhá. Đó là bao xốp K6 em chưa kịp review thì hôm nay con này sẽ rẽ Hải Dương và con này đi làm đi các bạn nhá. Xin mời tất cả các bạn cùng gõ thêm một đoạn nhạc sàn và clip hàng lên xe cùng em Cao các bạn nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Đây là một bộ cấu hình đi cho anh Minh ở trạm bom Đồng Nai, gồm có hai súp, hai phun và một tủ máy. Hàng bắt đầu lên xe để gửi cho anh em Đồng Nai. Ok rồi em ơi. Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL. Tiếp tục lại là một siêu phẩm cập bến bên em Cao các bác nhá. Trước mắt tất cả các bác đây không phải giới thiệu nhiều và nó đã được mệnh danh vua mặt đất rồi. Và tình trạng này óng ánh luôn. Rất là đẹp luôn, óng ánh luôn. Và lần nào cũng như lần nào em phải nhấn mạnh với các bác rằng món lòng thủ là quan trọng lắm các bác nhá. Chứ còn ngoại thất chỉ là một phần rồi. Thì xin mời tất cả các bác cùng em Cao cũng như mọi lần sẽ review sản phẩm và trực tiếp bằng nội thất của sản phẩm. Trước mắt tất cả các bác đây, đẹp xuất sắc luôn. Đây mã màng này các bác nhá. Và óng ánh mà. Mã trùng hết nhá. Mã ba trùng hết. Đấy. Xuất sắc luôn. Đó. Jean led luôn. Ok. Và đây. Các bác hãy soi nhé. Ok các bác. Chiếc thứ hai tàu nhanh. Đây mã màng. Ok. Nhẹ đét là đẹp luôn.
Ok. Xuất sắc luôn. Các bác nhìn thấy không ạ? Và một điều rất quan trọng, đây là một con tép cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc luôn, mới giòn. Ui, bác nào mà được sở hữu cặp này thì mê mẩn luôn, bóng loáng luôn đấy. Ok chưa ạ? Đây vẫn còn nguyên này. Xuất sắc luôn bằng hình ảnh. Ok, chúng ta sẽ sang chiếc tép bên phải. Lòng lấy này, lòng lấy này. Đấy. Xuất sắc luôn. Cũng vậy thôi. Toàn bộ củ tép trồng trùng nhau hết các bác nha. Ok, tiếp đó lại là bát. Đây nha, đây đủ này. Tất cả đều một mã bát luôn, xuất sắc luôn. Và chiếc này đây, mã mà keo chỉ. Em quay cái món này rất là kỹ các bác nhá. Ok, tiếp tục các bác sang chiếc thứ cuối cùng. Các bác nhìn này. Đấy. Ok, ok. Và các bác xem bắt đầu mặt bát coi nhá, xem lần lượt xuất sắc. Ok, tới mặt bát các bác nha. Đấy, mặt bát này đều tăm tắp luôn. Tím ngắt đều tăm tắp luôn các bác nha. Đấy, mặt bát bên này. Tiếp đó. Đấy. Và quay lại chúng ta chỉ còn soi phân tần nữa các bác nhé. Mới kính cong luôn. Đó. Chi tiết của sản phẩm. Đó. Tiếp đó. Sắc luôn. Sáng chói luôn. Ok. Và cuối cùng là xin mời tất cả các bác cùng em ca hoàn thiện lại và test hàng. Cảm ơn nha. Xuất sắc.